Và bây giờ xin trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ gặp gỡ một gương mặt rất là men. Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi cùng hội ngộ với gương mặt khả ái. Đó là Úc Võ Ngọc Quyền. Xin tất cả quý vị hãy dành cho hai em một tràng pháo tay nồng nhiệt. Cảm ơn anh. Dạ, và đầu tiên thì cho phép Văn Khởi cùng với Võ Ngọc Quyền đến tất cả bà con cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay. Một lời chào kính trọng và thân thương nhất ạ. Dạ, và để liên tục thì Văn Khởi cùng với Võ Ngọc Quyền đến tất cả quý vị một bài ca cổ cũng rất quen thuộc của soạn giả Ngô Hồng Khanh, được mang tên Cung Đàn Mới. Xin mời tất cả cùng thưởng thức. Vâng, một lần nữa Hồ Thái xin được thay lời hai giọng hát rất là tuyệt vời.
Đó là Trung Vàng Vọng Cổ, Nguyễn Nhân Khởi và Úc Quyền. Trân trọng cảm ơn đại gia đình của chúng ta đã dành những cành hoa nghệ thuật rất là danh dự cho hai em. Đuốc lộ mà bùng bên ánh lửa, sóng bơm bơ đông ra tiếng chạy khua, bông còn ra đông đế đông đưa, giá gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa. Tiếng cười vui đầy lùi đêm giăng, xin được thay lời giọng hát của nghệ sĩ Đỗ Quyền, một giọng hát đến từ cuộc thi Trung Vàng Vọng Cổ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho em những cành hoa nghệ thuật rất là danh dự.